Quý vị đồng nghiệp đến với chương trình y khoa trực tuyến điều trị đái tháo đường type 2 và các bệnh đồng mắt do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Novartis tổ chức, và đây là chương trình tiếp nối theo sau chương trình xử trí toàn diện đái tháo đường type 2 mà chúng tôi đã thực hiện vào năm 2021. Mục tiêu của hai chương trình này là hệ thống hóa và cập nhật kiến thức cũng như tạo ra một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 dành cho các bác sĩ nội khoa tham gia quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường. Chương trình này chúng tôi cũng sử dụng ứng dụng DocuT bằng mô hình tập huấn trực tuyến, trong đó các video bài giảng chúng tôi sẽ đăng tải trước nhằm giúp quý vị đồng nghiệp chủ động thời gian tham khảo bài giảng, lượng giá kiến thức cũng như gửi ca lâm sàng và các câu hỏi liên quan về cho ban giảng huấn. Năm nay chúng tôi mở rộng chương trình ra bao gồm 14 chuỗi chuyên đề tập trung vào các biến chứng và bệnh đồng mắt ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, và mỗi chuyên đề cũng như năm trước sẽ bao gồm một video bài giảng và một buổi webinar với sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia về nội tiết, tim mạch, tiêu hóa, mắt, thần kinh, tâm thần và dược của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin giới thiệu chủ đề ngày hôm nay là điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Chương trình bao gồm các nội dung chính như sau. Phần thứ nhất là phần tóm tắt bài giảng điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 đã được đăng tải trên ứng dụng DocuT vào tuần trước. Phần thứ hai sẽ là phần giải đáp tình huống lâm sàng của bài giảng. Phần thứ ba là phần giải đáp câu hỏi của quý đồng nghiệp gửi về cho chương trình. Và phần cuối cùng là phần tổng kết và thông điệp. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Thuận, là bác sĩ điều trị của khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi là bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Khánh Chi sẽ điều phối chương trình. Sau đây, xin trân trọng kính mời bác sĩ Nguyễn Thành Thuận tóm lược bài giảng đã đăng tải trên DocuT vào tuần trước. Xin mời bác sĩ. Dạ, kính thưa quý anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay xin tiếp nối của cái buổi ngày hôm trước là mình sẽ làm về cái cập nhật điều trị rối loạn máu cho bệnh nhân đái tháo đường type 2. Mình qua cái phần đầu tiên là phần tóm lược của bài giảng được trước. Thì đối với lại bệnh nhân đái tháo đường type 2 á, với những cái cơ chế sinh lý bệnh đặc biệt, thì những bệnh nhân đái tháo đường type 2 nó sẽ có những cái rối lipid máu với năm cái đặc điểm cơ bản chính. Thứ nhất là có tình trạng tăng VLDOC. Thứ hai là có tăng những LDOC nhỏ đậm đặc. Thứ ba là tăng ApoB. Thứ tư là giảm HDLC. Và thứ năm là cái tăng trí máu, đặc biệt là tăng trí máu sau ăn khá là cao. Và đối với là những cái rối lipid máu như vậy thì cái mục tiêu điều trị rối lipid máu cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 nó cũng gần như là tương đương so với là những bệnh nhân mà rối loạn lipid máu khác, thì người ta vẫn chia nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2 thành các nhóm nguy cơ khác nhau. Vậy thì ứng với là những nhóm nguy cơ khác nhau thì chúng ta sẽ có mục tiêu khác nhau. Vậy thì đầu tiên nhất là những bệnh nhân có nguy cơ rất cao. Thì chúng ta phải điều trị để dự phòng tiên phát và dự phòng thứ phát các biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa cho bệnh nhân chúng ta. Và mục tiêu chính của chúng ta điều trị trong cái nhóm này là chúng ta cần phải giảm trên 50% nồng độ LC, hay là chúng ta phải đạt mục tiêu LC là dưới 55mg trên decilit để mà chúng ta có thể làm giảm được biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa. Đối với bệnh nhân có nguy cơ cao thì chúng ta cũng phải đạt được là giảm tối thiểu là trên 50% nồng độ LC so với lại mức ban đầu, hoặc là tối thiểu là chúng ta cần phải giảm dưới 70mg trên decilit LDOC cho bệnh nhân. Đối với là nhóm bệnh nhân có nguy cơ trung bình thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu LC dưới 100mg trên decilit. Bệnh nhân có nguy cơ thấp thì chúng ta sẽ đạt mục tiêu dưới 116mg trên decilit. Ngoài cái chỉ số LDOC này thì trên bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta cần phải chú ý thêm các chỉ số khác, bao gồm có chỉ số là nông HDOC. Thì đối với lại nông HDLC thì trên bệnh nhân mà có nguy cơ rất cao thì chúng ta cần phải đạt được là đưa nông HDLC dưới 85mg trên decilit hoặc là dưới 100mg trên decilit đối với bệnh nhân nguy cơ cao. Và bệnh nhân có nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ thấp là chúng ta phải đạt được là dưới 100mg trên decilit. Tương tự thì cái chỉ số ApoB thì cũng tương tự vậy, bệnh nhân có nguy cơ cao, rất cao thì chúng ta phải đạt dưới 65mg decilit, nguy cơ rất cao, nguy cơ cao là dưới 80 và nguy cơ trung bình là dưới 100. Và đối với là chỉ số triglycerides thì chúng ta cũng phải đạt được mục tiêu là dưới 100mg trên decilit cho cái nhóm bệnh nhân bệnh lý của chúng ta, để mà chúng ta làm cải thiện thêm những cái yếu tố nguy cơ tiềm giật tồn dư cho bệnh nhân của chúng ta.
Vậy thì các yếu tố nào gọi là những yếu tố nguy cơ cao gây nên cái bệnh lý tim mạch xơ vữa cho bệnh nhân đái tháo đường? Thì theo như cái khuyến cáo điều trị của ACE năm 2 ACC 2020 năm 2019 á, thì gồm có 6 yếu tố chính mà chúng ta có thể dễ dàng nhớ trong thực lâm sàng. Một là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 với thời gian là trên 10 năm đối với tiếp 2 và trên 20 năm đối với tiếp 1. Hoặc là bệnh nhân này đã có tổn thương cơ quan đích như là chúng ta thấy có tiểu đạm vi lượng với tỷ số albumin trên retin niệu là lớn hơn 30 mg trên gram. Hoặc là chúng ta có cái giảm độ lọc cầu thận với GFR dưới 60 phút. Hoặc là có bệnh lý võng mạc do đái tháo đường. Hoặc là bệnh nhân này có bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Hoặc là có chỉ số ABI dưới 0.9. Thì đây là 6 cái yếu tố mà có thể có nguy cơ bệnh lý tim mạch xơ vữa cao cho nhóm bệnh nhân đái tháo đường của chúng ta. Vậy thì cái khuyến cáo điều trị của ADA 2022 á, nó có khác gì so với là những cái cập nhật trước đó của năm 2021 trở về trước? Thì chúng ta thấy rằng đối với lại cái khuyến cáo ADA 2022 á, thì người ta sẽ cũng như những cái khuyến cáo trước là đầu tiên nhất là việc mà chúng ta tầm soát rối loạn lipid máu cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á, thì chúng ta phải tầm soát ngay tại thời điểm bắt đầu chẩn đoán đái tháo đường tiếp 2. Và nếu như mà cái xét nghiệm mà bình thường mà bệnh nhân này dưới 40 tuổi thì chúng ta có thể lặp lại sau 5 năm. Còn nếu như mà có bất thường thì bắt buộc là chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta sẽ kiểm tra cái nồng độ lipid máu này theo cái mức độ bất thường của bệnh nhân. Có thể là sau 6 tháng hoặc 1 năm chúng ta cần phải kiểm tra định kỳ. Hoặc là những bệnh nhân có nguy cơ cao hoặc là đã có biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa thì bắt buộc là sau 3 tháng chúng ta phải đánh giá lại để xem cái mục tiêu điều trị chúng ta có đạt được hay chưa. Và xét nghiệm lipid máu chúng ta nên lặp lại là sau 4 tới 12 tuần khi bắt đầu thay đổi liều statin. Giả sử như bệnh nhân này chúng ta mới cởi trị statin với liều Rosu 10 mg thì ít nhất là từ sau 4 tới 12 tuần sau thì chúng ta mới lặp lại bilan lipid máu để mà chúng ta xem là cái mục tiêu chúng ta điều trị đã đạt chưa. Nếu chưa có thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái liều statin phù hợp cho nhóm bệnh nhân chúng ta để đạt được mục tiêu như mong muốn. Còn nếu như mà sau thời gian này chúng ta lặp lại lần thứ hai bilan lipid máu lại và chúng ta thấy đã đạt mục tiêu rồi thì chúng ta sẽ lặp lại bilan lipid máu mỗi năm một lần và chúng ta theo dõi định kỳ cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Đối với lại cái khuyến cáo điều trị dự phòng tiên phát theo ADA 2022 á, thì chúng ta thấy rằng những bệnh nhân đái tháo đường từ 40 tới 75 tuổi chưa có biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa thì chúng ta phải sử dụng cái statin hoặc lực trung bình cộng với điều trị thay đổi sống. Bởi vì việc mà sử dụng statin cho nhóm này, người ta thấy được rằng nó sẽ làm giảm được những cái biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa về tương lai cho nhóm bệnh nhân này của chúng ta, và mức độ chứng cứ là chứng cứ A rất là cao. Đối với lại nhóm bệnh nhân trẻ tuổi hơn từ 20 tới 39 tuổi có yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch xơ vữa thì chúng ta có thể xem xét điều trị statin cộng với thay đổi lối sống cho nhóm bệnh nhân này. Vậy thì những yếu tố của nguy cơ bệnh lý tim mạch xơ vữa bao gồm gì? Thứ nhất là chúng ta thấy là những bệnh nhân này có thể có tăng huyết áp kèm theo. Thứ hai là cái LDL-C của bệnh nhân tăng cao. Thứ ba là có giảm HDL-C. Thứ tư là có tăng lipid máu. Và thứ năm là có cái hút thuốc lá. Thì chúng ta sẽ cân nhắc để điều trị này với mức độ chứng cứ là C. Và nếu như bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ cao, đặc biệt là có nhiều yếu tố nguy cơ của bệnh lý tim mạch xơ vữa hoặc là tuổi từ 50 tới 70 tuổi thì chúng ta nên xem xét sử dụng statin hoặc lực cao ngay từ ban đầu cho nhóm bệnh nhân này với mức độ khuyến cáo là B. Và bệnh nhân đái tháo đường trưởng thành có nguy cơ bệnh lý tim mạch xơ vữa sau 10 năm mà trên 20% thì chúng ta nên xem xét là phối hợp với SGLT2 với liều statin tối ưu được mà bệnh nhân có thể dung nạp được để mà chúng ta có thể làm giảm được trên 50% nồng độ oxy so với ban đầu cho bệnh nhân. Thì đây là những cái khuyến cáo trong điều trị dự phòng tiên phát. Vậy thì đối với là dự phòng thứ phát, tức là những bệnh nhân này đã có ASCVD, thì những bệnh nhân này đã có những cái biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa, đái tháo đường ở người trưởng thành, thì bắt buộc chúng ta nên sử dụng statin hoặc lực cao ngay ban đầu cho bệnh nhân nếu không có chống chỉ định, và chúng nó kết hợp với lại điều trị thay đổi lối sống. Và những bệnh nhân đái tháo đường có bệnh lý tim mạch xơ vữa được xem như nguy cơ rất cao, thì cái mục tiêu điều trị của chúng ta thì chúng ta nên giảm cái LDL-C dưới 55 mg trên decilit. Do đó những cái khuyến cáo mới, những bệnh nhân này mà chúng ta thấy LDL-C mà vẫn trên 70 mg mặc dù đã điều trị statin hoặc lực cao thì chúng ta nên xem xét phối hợp với lại cái những nhóm giảm LDL-C khác như là SGLT2 hoặc là PCSK9. Và hiện tại thì cái khuyến cáo của EC 2022 á, người ta đưa cái mốc này là còn thấp xuống nữa, dưới 50 năm thôi, là chúng ta cũng nên phối hợp sớm cái nhóm thuốc này để điều trị cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Đối với lại những bệnh nhân mà không dung nạp được với statin hoặc lực cao
thì bắt buộc những bệnh nhân đó chúng ta nên tối ưu cái liều statin mà bệnh nhân có thể dung nạp được. Giả sử như chúng ta có thể tối ưu được liều Ruxo 10 hoặc liều Atoz 20 hoặc liều Simvast 20 40 thì tùy mỗi bệnh nhân dung nạp được thì chúng ta sẽ tối ưu hóa cái liều dung nạp cao nhất của bệnh nhân để có thể giảm được biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa. Những bệnh nhân nào mà cao tuổi trên 75 tuổi mà đang dùng statin thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng statin. Còn nếu như bệnh nhân mà trên 75 tuổi mà trước đây chưa bao giờ sử dụng statin thì chúng ta sẽ cân nhắc giữa cái nguy cơ về cái lợi ích và những cái nguy cơ về cái tác dụng phụ của statin gây ra, thì chúng ta sẽ xem xét để mà chúng ta có thể khởi trị statin cho nhóm bệnh nhân này chúng ta. Và một lần cuối thì chúng ta biết được rằng statin là những bệnh nhân trên những bệnh phụ nữ mang thai, statin được xem như một cái chống chỉ định và chúng ta không nên sử dụng bởi vì nó có thể gây dị tật thai. Đó mới là cái khuyến cáo điều trị của Hiệp hội Tim mạch học châu Âu năm 2021. Thì trước năm 2020 thì người ta chia cái bệnh mà đối với lại cái đánh giá nguy cơ tim mạch có trên này, người ta chỉ có 4 nhóm thôi: nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Tuy nhiên đối với lại năm 2021, lần đầu tiên người ta đưa thêm một cái nguy cơ là nguy cơ rất rất cao. Tức là cái nhóm này là cái nhóm gì? Tức là nhóm này là nhóm mà đã có hai cái biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa xảy ra trong vòng 2 năm. Vậy thì nếu như một bệnh nhân mà tiền sử đó nhồi máu cơ tim trong vòng 2 năm được nhập viện này, bệnh nhân một cái nhồi máu cơ tim tái phát hoặc là bệnh nhân bị cái đột quỵ thì chúng ta xem đây là một cái second outcome, thì bắt buộc chúng ta đánh giá đây là một cái nguy cơ rất rất cao. Và đối với nguy cơ rất cao này thì cái khuyến cáo điều trị chúng ta sẽ giảm LDC dưới 40 mg trên decilit cho những bệnh nhân chúng ta. Còn những bệnh nhân mà chúng ta thấy có nguy cơ rất cao giống như trước đó, với score trên 10% hoặc đã có SVD hoặc là tăng lipid máu tính gia đình với có bệnh lý tim mạch xơ vữa hoặc đã có những cái biến cố bệnh lý khác, hoặc là bệnh nhân này có suy thận nặng với eGFR dưới 30 phút hoặc là đái tháo đường có tổn thương cơ quan đích, thì đây là những nguy cơ rất cao thì chúng ta đưa mục tiêu dưới 55 mg/dL. Những bệnh nhân nguy cơ cao tức là score từ 5 cho đến 10% và bệnh nhân này có cái biểu hiện lipid máu có bất thường thì chúng ta thấy là có tăng có cholesterol máu toàn phần LDL-C trên 1.9 hoặc là có tăng huyết áp hoặc là có FH và chưa có biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa, có suy thận mức độ trung bình với lại eGFR là từ 30 đến 60 tới 59 phút hoặc là đáy tháo đường trên 10 năm, thì chúng ta sẽ hoặc là những cái bệnh nhân này có kèm theo yếu tố nguy cơ khác hoặc là có chưa có tổn thương cơ quan đích thì đây là nguy cơ cao thì chúng ta đạt mục tiêu LDL-C là dưới 70 mg/dL. Nguy cơ trung bình là score từ 5 tới 10 từ 1 tới 5% và những bệnh nhân đái tháo đường trẻ tuổi, đặc biệt là đái tháo đường tiếp 1 dưới 35 tuổi hoặc là đái tháo đường tiếp 2 dưới 50 tuổi mà không có bất kỳ một yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch nào khác thì chúng ta đạt mục tiêu là dưới 100. Thì chúng ta thấy đối với EEC 2021 nó chỉ khác biệt là nó có thêm cái phần yếu tố nguy cơ rất rất cao này thôi. Tức là những bệnh nhân có hai cái biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa xảy ra đồng thời trong vòng 2 năm thì chúng ta nên đạt mục tiêu là dưới 40 mg trên decilit cho bệnh nhân chúng ta. Vậy thì cái khuyến cáo mà điều trị máu cho bệnh nhân đái tháo đường á, thì đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà có nguy cơ rất cao thì mục tiêu chung vẫn giống như ADA là chúng ta giảm trên 50% nồng độ LC hoặc là chúng ta phải đạt được là dưới 50 gram, 55 mg trên decilit tương đương là 1,4 mmol. Bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ cao thì chúng ta sẽ đạt được là dưới 70 mg trên decilit LDL-C cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Và khuyến cáo là statin vẫn có thể sử dụng ngay cả bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 mà đã có nguy cơ cao hoặc nguy cơ cao thì chúng ta đều sử dụng statin cho nhóm bệnh nhân này hết và ở mức độ chứng cứ là 1A, là mức độ chứng cứ rất cao. Vậy thì đầu tiên chúng ta biết được năm 2018 á, thì lần đầu tiên mà Richtofen người ta đưa ra cái mô hình về cái điều trị rối máu cho bệnh nhân á, thì những bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim hoặc là đã có cái bệnh lý mạch vành á, mà có tăng cholesterol máu thì theo khuyến cáo của ACC và AAA chúng ta sẽ tối ưu hóa việc điều trị statin bằng cái liều điều trị statin tối ưu là Rosu 20 hoặc là atorvastatin liều 40-80 mg. Mục tiêu là chúng ta sẽ giảm LDL-C dưới 70 mg trên decilit theo khuyến cáo trước năm 2018, từ 2018 trở về trước. Và nếu như không đạt mục tiêu thì chúng ta add on thêm acetamide và không đạt mục tiêu nữa thì chúng ta sẽ add on thêm cái bisphenol inhibitor cho bệnh nhân. Tuy nhiên đối với lại năm 2019, ESC người ta mới khuyến cáo đưa ra là cái mục tiêu phải thấp hơn nữa là đưa LDL-C là dưới 55 mg trên decilit và đối với bệnh nhân đã có biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa. Và nếu như chưa đạt thì chúng ta sẽ add on thêm acetamide hoặc là add on thêm cái bisphenol nếu chưa đạt. Và gần đây nhất thì chúng ta thấy là những bệnh nhân mà có biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa trong vòng 2 năm
mà có hai biến cố liên tiếp thì bắt buộc chúng ta phải đạt mục tiêu là dưới 40 mg trên decilit, thì chúng ta nên xem xét cái mục tiêu này cho cái nhóm đối tượng đặc biệt này để mà chúng ta tránh những cái nguy cơ tái phát biến cố lần thứ ba cho những bệnh nhân chúng ta. Và năm 2022 vào tháng 2 á, thì người ta thấy được rằng á, những cái bệnh nhân mà đã có biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa nguy cơ rất cao hoặc là nguy cơ rất rất cao á, thì người ta thấy rằng những bệnh nhân mà có nguy cơ rất rất cao thì người ta nên nói là chúng ta nên tối ưu hóa liều statin hoặc là statin hoạt lực cao, và chúng ta nên kết hợp ngay cả SDMI từ ban đầu cho bệnh nhân hoặc là BCK9 để mà hòng mục tiêu là chúng ta đạt được LOC càng sớm càng tốt cho nhóm bệnh nhân này để giảm được những cái biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa cho bệnh nhân chúng ta. Và đối với bệnh nhân có nguy cơ rất cao thì chúng ta nên phối hợp statin cộng với SDMI ban đầu để mà chúng ta điều trị cho nhóm bệnh nhân chúng ta để mà chúng ta có thể đạt được mục tiêu là giảm LC dưới 55 mg trên decilit. Và nếu như mà chúng ta đạt được mục tiêu này thì chúng ta không cần phải add on thêm những cái thuốc khác như BCK9, còn nếu như chúng ta thấy vẫn còn trên 55 mg trên decilit thì chúng ta sẽ add on thêm cái BCK9 để mà chúng ta điều trị cho nhóm bệnh nhân này. Thì chúng ta thấy càng về sau thì cái khuyến cáo điều trị của statin nó sẽ càng bắt chúng ta giảm LDL-C càng thấp hơn nữa và bắt buộc chúng ta sẽ phối hợp càng nhiều nhóm thuốc để chúng ta đạt được cái mục tiêu mong muốn để giảm được biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa cho bệnh nhân chúng ta. Chúng ta qua luôn cái phần thứ hai là chúng ta sẽ giải đáp cái tình huống lâm sàng của cái đợt trước mà đã trình bày cho các anh chị. Thì chúng ta lặp lại cái ca lâm sàng hôm trước. Đây là một bệnh nhân nữ 62 tuổi đái tháo đường tiếp 2 được 11 năm, tăng huyết áp và có rối máu, đang điều trị bằng pitliclazide 60 mg ngày cộng với metformin 1.700 mg ngày, huyết áp là lô sạc tăng 50 mg ngày và simvastatin 20 mg ngày. Bệnh nhân ít luyện tập thể dục và tiền sử gia đình là có mẹ bị đái tháo đường. Thì chúng ta khám lâm sàng chúng ta thấy mạch 72 lần phút, huyết áp 130/80, cân nặng 56 kg và BMI tính ra là 24.9, tức là có hiện tượng thừa cân. Các cơ quan khác thì chúng ta lượt qua chưa thấy phát hiện bất thường. Chúng ta thấy cái kết quả xét nghiệm máu tại thời điểm đó là đường huyết là 158, A1C là 8,2%, cholesterol máu toàn phần là 228 mg trên decilit, HDL là 36, LDL-C là 142 mg trên decilit, nồng HDL-C là 199 và triglyceride là 296 mg decilit, và có tỷ số albumin trên retinal là 33.3 mg trên gram, có creatinine là 0.9, tính cái eGFR khoảng 59 phút và có chức năng gan trong giới hạn bình thường, ECG bình thường và đo ABI trong giới hạn bình thường. Vậy thì chúng ta coi lại trên bệnh nhân này nó sẽ có các vấn đề chính như sau. Một là bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 lâu năm trên 10 năm, kiểm soát kém với mục tiêu A1C chưa đạt, A1C vẫn còn 8,2%. Bệnh lý vòng mắt kèm theo của bệnh nhân này là có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu, với lại cái vi lăng lipid máu khá điển hình của bệnh nhân đái tháo đường là có tăng LDL-C, giảm HDL và tăng triglyceride máu. Và chúng ta thấy rằng bệnh nhân này có eGFR là 59 phút và có cái vi đạm niệu là 33 mg trên gram. Vậy thì liệu bệnh nhân này đã có bệnh lý bình thân mạng giai đoạn 3 chưa, thì bắt buộc chúng ta cần phải lặp lại eGFR một lần nữa và cái vi đạm niệu sau 3 đến 6 tháng để chúng ta khẳng định là trường hợp này có tiểu đạm hoặc sơ hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị thêm cái tiểu đạm này cho bệnh nhân. Bệnh nhân này có vấn đề thừa cân kèm theo. Câu hỏi thảo luận trên ca lâm sàng này đứng về mặt phương diện chúng ta trong bài hôm nay là chúng ta điều trị kiểm soát lipid máu như thế nào cho phù hợp cho bệnh nhân này, thì chúng ta có 3 phần thảo luận. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem cái phân tầng nguy cơ tim mạch trên bệnh nhân này là phân tầng nguy cơ thuộc nguy cơ tim mạch cao, trung bình hay là nguy cơ rất cao. Bệnh nhân này chúng ta cần phải đặt mục tiêu kiểm soát lipid máu là cái LDL-C là bao nhiêu, lipid máu là bao nhiêu hoặc nồng HDL là bao nhiêu, và lựa chọn thuốc điều trị nào mà chúng ta có thể theo dõi được và có thể đáp ứng được điều trị chúng ta, và chúng ta sẽ theo dõi như thế nào trong vấn đề đáp ứng điều trị để mà chúng ta điều chỉnh liều cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Vậy thì chúng ta trở lại cái ca lâm sàng này, thì chúng ta thấy đây là một bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 trên 10 năm ha, đã có khả năng là có vi đạm niệu và có eGFR 59 phút. Thì nếu tại thời điểm này chúng ta tích thì chúng ta thấy bệnh nhân này nó sẽ thuộc nhóm là có nguy cơ rất cao. Và nếu như chúng ta tính score trên ca này, các anh chị tra trên bảng cho anh chị đánh điền lên á, thì cái score này nó phải 7,8%, thì nó sẽ nằm trong cái nhóm này cho nhóm bệnh nhân của chúng ta. Thì cái mục tiêu điều trị trên ca này là chúng ta sẽ giảm LDL-C dưới 70 mg trên decilit. Chúng ta cần phải đạt được mục tiêu tiếp theo là cái nồng HDL-C là dưới 100 mg trên decilit, và cái nồng độ triglyceride chúng ta mong muốn là chúng ta cần phải giảm dưới 150 mg trên decilit
để chúng ta có thể làm giảm được những yếu tố bệnh lý tim mạch sơ vữa nhiều hơn, phòng ngừa được biến cố tiên phát cho những bệnh nhân này của chúng ta. À, vậy thì chúng ta thấy lựa chọn thuốc nào để điều trị rối loạn máu để mà chúng ta có thể đáp ứng được cái điều trị, và chúng ta sẽ theo dõi như thế nào khi mà bệnh nhân này đang dùng bằng cái simvastatin với liều 20 mg, thì chúng ta thấy bilirubin máu chúng ta hiện tại là LDL-C là 142 mg trên decilit, là chúng ta chưa đạt mục tiêu. Mục tiêu cao này là chúng ta cần phải là giảm dưới 70 mg trên decilit. Vậy thì bắt buộc trên cao này thì chúng ta cần phải anh chị đánh điện lên á, thì cái co này nó phải 7,8% thì nó sẽ nằm trong cái nhóm này, cho nhóm bệnh nhân của chúng ta. Vậy thì cái mục tiêu điều trị trên ca này là chúng ta sẽ giảm LDL-C dưới 70 mg trên decilit. Chúng ta cần phải đạt được mục tiêu tiếp theo là cái nông HDL-C là dưới 100 mg trên decilit, và cái nồng độ triglyceride chúng ta mong muốn là chúng ta cần phải giảm dưới 150 mg trên decilit để chúng ta có thể làm giảm được những yếu tố bệnh lý tim mạch sơ vữa nhiều hơn, phòng ngừa được biến cố tiên phát cho những bệnh nhân này của chúng ta. À, vậy thì chúng ta thấy lựa chọn thuốc nào để điều trị rối loạn máu để mà chúng ta có thể đáp ứng được cái điều trị, và chúng ta sẽ theo dõi như thế nào khi mà bệnh nhân này đang dùng bằng cái simvastatin với liều 20 mg, thì chúng ta thấy bilirubin máu chúng ta hiện tại là LDL-C là 142 mg trên decilit, là chúng ta chưa đạt mục tiêu. Mục tiêu cao này là chúng ta cần phải là giảm dưới 70 mg trên decilit. Vậy thì bắt buộc trên ca này thì chúng ta cần phải điều trị một cái statin khác, và chúng ta cần phải lựa chọn một cái liều phù hợp cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Vậy thì chúng ta lựa chọn như thế nào cho phù hợp? Thì trở lại cái khuyến cáo điều trị của ADA 2022, như nãy đã trình bày cho các anh chị, đây là một bệnh nhân 62 tuổi, có nhiều yếu tố nguy cơ của SCVD, bao gồm là có tăng huyết áp, có cái giảm HDL, tăng triglyceride máu. Thì bệnh nhân này thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân này thuộc nhóm cái nguy cơ cao, và chúng ta sẽ xem xét là điều trị statin hoạt lực cao cho nhóm bệnh nhân này. Vậy thì đối với lại statin hoạt lực cao thì người ta định nghĩa statin hoạt lực cao hiện tại là chúng ta cần phải giảm được trên 50% nồng độ LDL-C so với ban đầu cho bệnh nhân. Thì để mà giảm được trên 50% nồng độ LDL-C này, hiện tại thì đối với statin hoạt lực cao chúng ta chỉ có hai nhóm. Một là chúng ta sử dụng rosuvastatin liều 20 mg cho bệnh nhân, hoặc là chúng ta sử dụng atorvastatin với liều 40 hoặc 80 mg để điều trị cho bệnh nhân của chúng ta, thì chúng ta mới có thể làm giảm được LDL-C trên 50% cho bệnh nhân của chúng ta. Thì trở lại ca lâm sàng này thì chúng ta thấy đầu tiên nhất đối với mặt mà điều trị đáy tháo đường thì chúng ta cũng phải cần kiểm soát các yếu tố nguy cơ, bao gồm có là chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp đạt mục tiêu, kiểm soát đường huyết đạt mục tiêu, kiểm soát LDL-C đạt mục tiêu, và kiểm soát cân nặng và ngừng hút thuốc lá cho bệnh nhân chúng ta. Vậy thì tiểu đường bệnh nhân vẫn chưa đạt mục tiêu, A1C là 8,2% và đang điều trị bằng lipizer với metformin, thì chúng tôi cũng thấy là chưa đạt mục tiêu. Thì đối với ca này chúng ta có thể nghi ngờ là bệnh nhân có tiểu đạm và có eGFR là 59 lít phút. Vậy thì chúng ta có thể add on thêm một cái nhóm thuốc điều trị đáy tháo đường thứ ba để mà có thể có lợi trên cái vấn đề về cái tiểu đạm này cho bệnh nhân chúng ta, là chúng ta có thể add on thêm cái SGLT2 cho bệnh nhân. Và chính vì bệnh nhân này có vấn đề về thừa cân á, nên chúng tôi có thể thay đổi cái glycoside bằng cái một cái thuốc ức chế MDL4 khác để mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân này chúng ta. Thì đây là cái vấn đề về mục tiêu kiểm soát đường huyết, có một cái thay đổi ít cho bệnh nhân này. Cái vấn đề trọng tâm trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái mục tiêu LDL-C. LDL-C chúng ta thấy là bệnh nhân này tăng 142 mg trên decilit so với lại cái mục tiêu chúng ta mong muốn đạt là dưới 70 mg trên decilit. Hiện tại đang sử dụng là simvastatin 20 mg. Vậy thì trên bệnh nhân này chúng ta có chỉ định sử dụng statin hoạt lực cao, vậy thì chúng ta có thể lựa chọn là rosuvastatin 20 mg hoặc là atorvastatin trên bệnh nhân này. Và bắt buộc là trên bệnh nhân này sau khi mà chúng ta thay đổi cái vấn đề về điều trị statin cho bệnh nhân này đó, thì phải sau 4 tới 12 tuần chúng ta cần phải lặp lại cái bilirubin máu để xem là bệnh nhân này có đạt mục tiêu chưa. Nếu chưa có thì chúng ta có thể xem xét là thêm cái CTMA này để mà chúng ta đạt mục tiêu như mong muốn, để làm giảm được nguy cơ biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa cho nhóm bệnh nhân này của chúng ta trong vấn đề điều trị dự phòng tiên phát. Một cái câu hỏi mà chúng ta thường hay nói là những bệnh nhân này thuộc nhóm nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Vậy thì liệu rằng chúng ta điều trị dự phòng cái chống kích thích tiểu cầu tiên phát cho bệnh nhân này có lợi hay không? Thì đối với lại cái phân tích gộp từ các thử nghiệm lâm sàng á, người ta thấy được rằng cái việc mà chúng ta điều trị bằng cái chống kích thích tiểu cầu á,
phòng phòng ngừa tiên phá thì chúng ta có thể làm giảm được cái biến cố truy vân mây cho bệnh nhân là khoảng 20%. Trong đó tử vong do mọi nguyên nhân thì chúng ta thấy giảm không khác biệt, không có thống kê. Thì chúng ta thấy chủ yếu là nó nằm trong cái giảm cái truy vân mây này cho bệnh nhân thôi. Vậy thì đối với khuyến cáo điều trị của AD 2021, người ta cũng nói rằng chúng ta có thể xem xét điều trị dự phòng các bằng chống kích thích tiểu cầu nguyên phát aspirin với liều từ 75 tới 162 mg một ngày cho bệnh nhân á, để điều trị dự phòng tiên phát cho những bệnh nhân đái tháo đường mà có những cái tăng nguy cơ biến cố bệnh lý tim mạch cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải cân nhắc giữa cái lợi ích của việc điều trị này so với lại cái vấn đề về cái nguy cơ về cái xuất huyết. Thì nếu như bệnh nhân mà chúng ta thấy nguy cơ xuất huyết thấp mà bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ tim mạch thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị chống các tập tiểu cầu để dự phòng tiên phát cho những bệnh nhân của chúng ta. Chúng ta trở lại cái vấn đề điều trị trên ca lâm sàng này thì chúng ta thấy tại thời điểm mà chúng ta gặp bệnh nhân là đường huyết là 158, AUC 8,2% và chúng ta có LDC là 142 thì quyết định thay đổi điều trị là chúng ta có điều chỉnh thuốc tiểu đường. Và trong đó đặc biệt trong bài hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta điều trị về cái statin hoặc lực cao là chúng ta sử dụng Rosu 20 mg hoặc Atorvastatin 20 mg. Và kết quả là sau 3 tháng điều trị chúng tôi thử lại là LDC của bệnh nhân là vẫn chưa đạt mục tiêu như mong muốn, vẫn là 93 mg trên decilit. Vậy thì chúng ta thấy mục tiêu chúng ta muốn dưới 70, vậy thì 93 là chúng ta vẫn chưa đạt mục tiêu, thì chúng ta sẽ add on thêm cái ezetimibe để mà chúng ta điều trị, để mà chúng ta có thể làm giảm được thêm cái nồng độ oxy này cho bệnh nhân. Thì kết quả là sau 4 tháng thì nồng độ oxy của bệnh nhân này là được 58 mg trên decilit và các chỉ số khác như là huyết áp, đường huyết và A1C cũng đều đạt được trong cái mong muốn của chúng ta để kiểm soát được. Và cái eGFR của bệnh nhân được vẫn giữ được ổn định trong suốt khoảng thời gian là từ 59 cho đến 61 ml/phút và cái tỷ số albumin niệu là khoảng 18 mg trên gram. Vậy thì phần trình bày về cái ca lâm sàng của ngày hôm trước thì đợi lát xem các anh chị có thắc mắc gì trên cái ca lâm sàng này không thì mình sẽ trả lời thêm. Thì tiếp theo thì mình sẽ qua cái phần hỏi đáp và thảo luận trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thanh Thuận với phần nhắc lại về cái bài giảng trên các cô tiêu tuần trước cũng như cái phần giải đáp rất là chi tiết về ca lâm sàng giúp cho chúng ta cũng dễ hình dung hơn về cái việc mà phân tầng nguy cơ tim mạch cũng như là các cái mục tiêu và chọn lựa các cái thuốc kiểm soát lipid máu trên cái ứng dụng thực tế lâm sàng như thế nào. Thì trước khi đến cái phần giải đáp thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là quý đồng nghiệp có thể gửi các cái câu hỏi tình huống lâm sàng trong phần bình luận ngay khi xem xong video bài giảng trên ứng dụng DocuTi, và ban tổ chức cũng trân trọng những câu hỏi trên chatbox quý đồng nghiệp gửi về khi đang xem trực tiếp chương trình. Tuy nhiên với các tình huống lâm sàng thì ban tổ chức khuyến khích là quý đồng nghiệp nên gửi trước để các diễn viên có thể chuẩn bị được nội dung trình chiếu. Và sau đây thì tôi xin gửi đến bác sĩ Nguyễn Thành Thuận câu hỏi đầu tiên. Thì câu hỏi của quý đồng nghiệp gửi về cho bác sĩ Thuận đó là câu hỏi thứ nhất đó là theo bác sĩ thì có cần theo dõi cái nguy cơ CPK định kỳ cho bệnh nhân sử dụng statin hay không? Và nếu mà bệnh nhân có bệnh cơ mà mình nghĩ là liên quan đến statin thì trường hợp này chúng ta nên xử trí như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Thuận. Dạ, xin trả lời câu hỏi này. Thì đây là cái câu hỏi mà mình được nhận được từ cái của các bạn đồng nghiệp trong cái doc công ty của cái bài giảng đợt trước. Thì đầu tiên nhất đó với lại cái việc mà đau cơ do sử dụng statin á, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta điều trị statin thì chúng ta cần phải cân nhắc và hỏi là những cái tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt nhất là đau cơ. Thì đa phần những cái bệnh nhân mà chúng ta điều trị á, người ta sẽ than mỏi, ít khi nào có những cái triệu chứng nào mà đau cơ khá đặc hiệu. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân mà đã có một cái triệu chứng mà đau cơ khá điển hình, các anh chị thấy bệnh nhân đau mỏi khắp toàn thân á, thì coi chừng đây là cái đau cơ do cái statin. Thì bắt buộc chúng ta cần tại thời điểm này thì chúng ta phải coi là cái triệu chứng mà bệnh nhân đau cơ á, ở mức độ nào và bệnh nhân có dung nạp được với cái triệu chứng đau cơ mỏi mệt đây không. Giả sử như chúng ta thấy bệnh nhân vô chỉ có than triệu chứng mỏi mệt thông thường, đau mỏi thông thường, triệu chứng bệnh nhân có thể dung nạp được bình thường, mà chúng ta kiểm tra cái nồng độ CPK nó chỉ tăng ở mức dưới 5 lần giá trị bình thường, thì chúng ta có thể cân nhắc tiếp tục điều trị statin cho nhóm bệnh nhân này và chúng ta có thể xem xét là chúng ta giảm liều statin đang điều trị hiện tại, nếu đang sử dụng liều nào thì chúng ta có thể giảm nửa liều và chúng ta theo dõi tiếp cho nhóm bệnh nhân này của chúng ta.
Còn nếu như mà chúng ta thấy bệnh nhân này có triệu chứng vẫn còn dung nạp được, tức là chỉ có cảm giác mệt mỏi thôi, nhưng mà chúng ta thử nồng độ CPK của bệnh nhân nó tăng trên 5 lần giá trị bình thường, hoặc là chúng ta thấy là bệnh nhân này có dấu hiệu hủy cơ, thì bắt buộc cho những bệnh nhân này chúng ta cần phải ngưng statin và chúng ta sẽ điều trị cái hủy cơ này cho bệnh nhân, và chúng ta sẽ theo dõi thêm những cái triệu chứng này. Và nếu như mà sau khi mà chúng ta theo dõi mà chúng ta nghĩ cái vấn đề mà cái hủy cơ này á mà vẫn là do statin á thì chúng ta không sử dụng nữa. Còn nếu như chúng ta không nghĩ vấn đề hủy cơ này do statin hoặc là thì chúng ta có thể sử dụng lại với cái statin này, và bắt buộc tại thời điểm mà chúng ta sử dụng lại statin này thì chúng ta sẽ sử dụng cái statin cái liều thấp hơn và chúng ta theo dõi tiếp. Và nếu như chúng ta sử dụng liều thấp hơn chúng ta theo dõi mà bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng ta sẽ dung nạp liều này và chúng ta sẽ tăng liều lên dần từ từ để xem cái dung nạp của bệnh nhân như thế nào. Còn nếu như khi chúng ta khởi động lại liều statin lại mà bệnh nhân vẫn lặp lại, bệnh nhân vẫn có triệu chứng hủy cơ, đau cơ, thì bắt buộc là những cái trường hợp giống như này thì chúng ta sẽ tạm ngưng statin và tiếp tục một cái bài toán là chúng ta sẽ chuyển đổi các nhóm statin khác nhau. Giả sử như trước đây chúng ta sử dụng là Atoz bệnh nhân đau cơ thì chúng ta có thể chuyển qua cái nhóm khác như là Rosu, hoặc là chúng ta chuyển qua Simvastatin, hoặc chúng ta chuyển qua Luvastatin, hoặc là chúng ta chuyển qua Pitavastatin với những cái liều từ thấp chúng ta tăng dần cho đến khi đạt được. Và nếu như cuối cùng tất cả các statin chúng ta thử bệnh nhân đều đau cơ hết thì bắt buộc chúng ta phải ngưng statin này và chúng ta có thể chuyển qua một cái nhóm thuốc điều trị đó máu khác cho bệnh nhân của chúng ta. Thì đối với lại cái này thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm khác như là SDMI hoặc là bisekinai để mà chúng ta điều trị. Tuy nhiên cái chi phí của bisekinai thì khá là cao. Còn nếu như bệnh nhân mà có triệu chứng đau cơ quá nặng nề, bệnh nhân không thể dung nạp được với loại thuốc á, thì bắt buộc chúng ta phải ngưng statin ngay, và chúng ta bất kể là cái nồng độ CPK như thế nào bắt buộc chúng ta cũng đều phải ngưng statin và chúng ta theo dõi lại. Và nếu như triệu chứng cải thiện thì chúng ta sẽ khởi động lại giống như vậy, statin từ liều thấp tăng dần, hoặc là chúng ta chuyển đổi giữa các loại statin với nhau để mà chúng ta đạt được cái vấn đề là sử dụng được cái tối ưu liều statin tốt nhất cho bệnh nhân để làm giảm được nguy cơ biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa. Thì câu trả lời cho hai cái câu hỏi đầu tiên của các anh chị. Cảm ơn bác sĩ Thuận với câu trả lời về một cái tình huống mà chúng ta cũng có thể gần gặp ở trong lâm sàng về vấn đề đau cơ của bệnh nhân sử dụng statin. Và câu hỏi tiếp theo thì có vẻ như quý đồng nghiệp rất là quan tâm về những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng statin trong thực hành lâm sàng. Thì câu hỏi được gửi về cho chương trình đó là theo bác sĩ Thuận thì chúng ta có cần phải theo dõi cái chức năng gan định kỳ trên bệnh nhân sử dụng statin hay không? Và nếu bệnh nhân mà có tăng men gan là nghĩ là do statin thì trường hợp này chúng ta nên xử trí như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ Thuận. Thì đây cũng là những câu hỏi mà mình được tổng hợp từ cái nghiên cứu cái phần trình bày trước. Thì tiếp cái phần thứ hai là chúng ta thấy những cái tác dụng phụ mà mong muốn của cái mà không mong muốn mà chúng ta thường hay gặp khi sử dụng statin, ngoài trừ vấn đề về đau cơ thì cái tác dụng phụ mà mình thường hay gặp khác là cái vấn đề ít gặp khác nữa là cái vấn đề về cái tăng men gan cho bệnh nhân chúng ta. Thì người ta thấy rằng nếu như một bệnh nhân mà chúng ta đang sử dụng statin mà chúng ta kiểm tra cái chức năng gan lại vì một lý do nào đó, đối với lại cái kiểm tra chức năng gan cho do sử dụng statin thì chúng ta không cần phải kiểm tra định kỳ đối với lại khuyến cáo điều trị của ACC hoặc là ESC hoặc là của ADA, chúng ta không cần kiểm tra định kỳ chức năng gan khi chúng ta sử dụng statin, mà chúng ta chỉ sử kiểm tra khi nào chúng ta có chỉ định hoặc là bệnh nhân có những cái bất thường khác. Thì nếu như bệnh nhân này chúng ta đang sử dụng statin vì một lý do nào đó chúng ta thấy là cái men gan tăng cao bất thường, mà nếu như giá trị men gan nó nhỏ hơn 3 lần giá trị bình thường á thì chúng ta cũng có thể tiếp tục sử dụng cái statin này và chúng ta sẽ kiểm tra lại men gan sau 6 tuần. Nếu sau 6 tuần mà cái men gan này nó trở về bình thường thì khả năng đây không phải là cái tác dụng phụ của statin mà có thể là do cái tổn thương gan do bất kỳ một cái nguyên nhân nào khác, thì chúng ta sẽ đi tìm những cái nguyên nhân đó để mà chúng ta điều trị cho nhóm bệnh nhân của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta thấy là sau 6 tuần chúng ta kiểm lại men gan vẫn còn tăng cao thì chúng ta cần phải kiểm tra thêm là ngoại trừ cái vấn đề chúng ta đang nghi ngờ do statin này thì nó còn có thể là do những cái vấn đề gì của tổn thương gan khác hay không, như là viêm gan do rượu hoặc là viêm gan siêu vi.
hoặc là có những cái tương tác thuốc khác nó có thể làm tăng men gan hay không. Thì nếu có thì chúng ta sẽ tìm cái nhóm nguyên nhân đó và điều trị. Tuy nhiên trong tình huống này thì bắt buộc tại thời điểm này chúng ta đã sau 6 tuần chúng ta kiểm lại vẫn còn tăng men gan thì bắt buộc chúng ta cần phải giảm liều statin lại, hoặc là chúng ta có thể tạm ngưng cái statin này lại để mà chúng ta điều trị cái tăng men gan hoặc cái nguyên nhân tăng men gan xong hết thì chúng ta sẽ khởi trị lại statin cho nhóm bệnh nhân chúng ta. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta thử cái men gan tăng cao trên giá trị bình thường gấp 3 lần thì bắt buộc trong giai đoạn này chúng ta tạm thời ngưng cái statin ngay và chúng ta sẽ điều chỉnh những cái vấn đề về cái tăng men gan cho bệnh nhân này và chúng ta đánh giá cái tăng men gan này do nguyên nhân gì để mà chúng ta điều trị tối ưu. Và sau khi điều trị hết thì chúng ta mới tính tới vấn đề là chúng ta khởi trị lại cái statin cho nhóm bệnh nhân của chúng ta. Thì cảm ơn các anh chị. Cảm ơn bác sĩ Phụng với câu trả lời vừa rồi. Thì một cái vấn đề mà cũng thường gặp đó là tăng men gan trên những cái bệnh nhân mà sử dụng statin. Thì vậy thì rõ ràng là trước khi mà có cái quyết định về cái việc là ngưng statin như thế nào thì chúng ta cũng cần phải đánh giá lại cái vấn đề men gan đó, nó có phải liên quan đến statin hay không, để trước khi mà chúng ta quyết định tiếp theo ha, giống như là trong cái lưu đồ mà bác sĩ Phụng vừa chia sẻ. Thì câu hỏi tiếp theo quý đồng nghiệp gửi về cho chương trình đó là đây là một cái tình huống mà chúng ta cũng thường hay gặp trong lâm sàng, đó là chúng ta liệu là có nên giảm liều statin sau khi mà chúng ta đã đạt được mục tiêu điều trị LDL cholesterol rồi hay không ạ? À, câu hỏi này thường chúng ta hay gặp trong lâm sàng lắm và thường hội nghị nào chúng ta cũng thấy là đều được hỏi câu hỏi này hết, là khi mà chúng ta đang điều trị statin cho bệnh nhân mà chúng ta thấy bệnh nhân đã đạt được cái LDL-C theo giống như mong muốn của chúng ta đó thì chúng ta có nên giảm hay không. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì mình mượn một cái nghiên cứu, thì đây là một cái nghiên cứu TNT, nghiên cứu này cũng khá là lâu đời rồi. Thì người ta thấy rằng ở trong nghiên cứu TNT này người ta thấy nếu như một bệnh nhân mà có một cái dao động LDL-C trong mỗi lần thăm khám á, tức là ở lần thăm khám 1, lần thăm khám 2, lần thăm khám 3 mà cái biên độ dao động của LDL-C này nó khá lớn, nó có thể là dao động LDL-C là khoảng 10 mg, cái nồng độ LDL-C so với lại trước đó chênh lệch độ lệch nó khoảng là 10 mg thì nó có thể làm gia tăng cái biến cố bệnh lý mạch vành khoảng 16%. Bất kỳ biến cố bệnh lý tim mạch nào khoảng 11%, tử vong khoảng 23% và MI là khoảng 10% và đột quỵ là khoảng 17%. Như vậy thì đối với lại khuyến cáo điều trị của ADA, ACC hoặc là ESC á, người ta không có cái khuyến cáo là chúng ta đạt được mục tiêu là chúng ta sẽ giảm liều statin trên nhóm bệnh nhân đó. Mà cái việc mà chúng ta sử dụng statin trên nhóm bệnh nhân đó là cái nhóm bệnh nhân nguy cơ đã cao hoặc rất cao, thì cái việc mà chúng ta sử dụng statin đó là để chúng ta làm phòng ngừa, chúng ta ngăn ngừa để giảm được cái nguy cơ biến cố bệnh lý tim mạch tiên phát hoặc là biến cố bệnh lý tim mạch thứ phát cho bệnh nhân. Thì câu trả lời mà nếu như chúng ta hỏi tất cả các hội nghị thì đa phần người ta đều trả lời là không, chúng ta vẫn phải sử dụng cái liều statin đó để mà chúng ta làm giảm được cái biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa cho bệnh nhân chúng ta. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn quý đồng nghiệp với một cái câu hỏi rất là hay vừa rồi, là một cái tình huống rất là thường gặp trong lâm sàng. Và cái câu hỏi tiếp theo quý đồng nghiệp gửi về đó là bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch xơ vữa thì LDL cholesterol như chúng ta thấy là bệnh nhân là ngay đầu vào là đã dưới 39 mg trên decilit, thì chúng ta liệu là có nên sử dụng statin hoặc vượt cao hay không ở những cái bệnh nhân mà LDL cholesterol này là đã dưới 40 mg decilit rồi ạ? Dạ, xin mời bác sĩ Thuận. Thì đối với lại cái câu hỏi này thì mình cũng lấy là một cái nghiên cứu của mà đã được đăng trên cái tạp chí Circulation. Thì chúng ta thấy được rằng trong cái nghiên cứu này người ta chia ra làm ba cái phân nhóm LDL-C khác nhau. Đầu tiên nhất là LDL-C là dưới 40 mg trên decilit. Thứ hai là nhóm từ 40 tới 49 và thứ ba là từ 50 tới 59 tuổi, tức là những 50 tới 59 mg/dL, tức là những nhóm này là đều có LDL-C khá là thấp theo như mục tiêu mong muốn chúng ta là dưới 50 năm, thì ba nhóm này đều khá là thấp. Thì người ta mới so sánh là về những cái nhóm mà có được sử dụng statin so với là nhóm không sử dụng statin á, thì người ta thấy những bệnh nhân được sử dụng statin ngay cả với LDL-C thấp dưới 40 mg trên decilit với những statin hoặc lực trung bình hoặc lực cao thì nó đều có thể giúp cho chúng ta cải thiện được cái tỷ lệ tử vong sau một năm
thấp hơn có nghĩa thống kê so với lại cái nhóm mà chúng ta không sử dụng statin, ngay cả với lại cái LOC khác là thấp dưới 40 mg trên decilit. Và nếu như chúng ta coi lại trong cái nghiên cứu phụ nhê, là cái nghiên cứu là người ta sử dụng cái BCKI inhibitor đó, thì người ta đưa cái nồng độ oxy xuống khá thấp, có những bệnh nhân xuống 25 mg trên decilit, thì những bệnh nhân đó người ta thấy là nó vẫn làm giảm được biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa, nhưng nó cũng không làm tăng thêm cái tác dụng phụ của cái bị giảm LC. Vậy thì trước đây chúng ta có một cái bài báo mà của bên 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 Trung Quốc á, thì người ta thấy là liệu rằng cái việc mà LDC thấp này nó có làm gia tăng những cái nguy cơ biến cố khác mà bất lợi không? Thì cái biến cố mà người ta sợ nhất là cái xuất huyết não. Và chúng ta biết được rằng á, đối với lại cái cholesterol nó là một cái thành phần của màng tế bào, và do đó thì nếu mà thấp quá thì người ta nghĩ rằng cái tế bào không bình vẫn có khi nào nó bị đắp, bị hư hoặc bị xuất huyết hay không. Thì người ta mới tổng hợp những cái nghiên cứu về cái tác dụng phụ của hoặc là SCTMI, trong đó có nghiên cứu Inuvik, một nghiên cứu Sáp hoặc BCKI là Odyssey hoặc Vũ Nhê. Thì ngay cả những bệnh nhân mà chúng ta giảm LDL thấp dưới 40 mg trên decilit thì chúng ta thấy chúng ta có thể làm phòng ngừa được biến cố của cái chốt này là 20%. Trong khi đó với lại biến cố của xuất huyết á, là mình thấy cái xu hướng nó có tăng là khoảng 17%, nhưng mà nếu như chúng ta coi về cái sự khác biệt có nghĩa thống kê là nó có khác biệt, có nghĩa thống kê là khoảng 17%. Và hầu như tuy nhiên á, khi mà chúng ta coi về cái giữa lợi ích của xuất huyết và cái nguy cơ về cái chảy máu á, thì cái lợi ích của cái xuất huyết á, nó thấp hơn. Back lại thì back lại luôn. Thì cái lợi ích của cái nguy cơ xuất huyết nó thấp hơn so với lại cái lợi ích của cái việc mà chúng ta điều trị để dự phòng được cái vấn đề về cái đột quỵ. Khi mà chúng ta coi trên 10 trên tổng số ca trên 1.000 ca đó, thì cái lợi ích trong vấn đề điều trị dự phòng của đột quỵ nó tốt hơn so với lại cái nguy cơ về xuất huyết. Và cái khuyến cáo điều trị mà chúng ta thấy gần nhất của EC 2022 á, là ngay cả những cái bệnh nhân mà có nguy cơ rất cao, tức là những bệnh nhân đã có biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa trong vòng 2 năm, có hai biến cố liên tiếp, thì người ta vẫn muốn là chúng ta phải đạt được mục tiêu LDC là dưới dưới 40 mg trên decilit. Và ngay cả những bệnh nhân này chúng ta thấy nguy cơ từ ban đầu ở nguy cơ rất rất cao, thì người ta vẫn khuyến khích là chúng ta sử dụng tối ưu hóa liều statin kết hợp với lại những cái nhóm thuốc điều trị statin cho điều trị giảm LC khác như là SCDMI hoặc BCKI để mà chúng ta đạt được mục tiêu giảm LC càng thấp càng tốt và càng sớm càng tốt trên nhóm bệnh nhân này của chúng ta. Thì cảm ơn các anh chị. Thì cảm ơn bác sĩ Thuận với cái phần trả lời câu hỏi vừa rồi cũng cho chúng ta nhìn lại các cái nghiên cứu để thấy rằng là tại sao mà bây giờ thường là thể là giảm mục tiêu LDL gần như là phải là càng thấp càng tốt. À, cái đó cũng sẽ giúp cho mình biết rõ hơn để khi mà bệnh nhân thắc mắc là khi mà LDL của tôi thấp quá đó thì có sao hay không. À, thì rõ ràng qua cái phần trình bày của bác sĩ Thuận thì chúng ta thấy rằng với những cái lợi ích của statin như vậy á, thì giảm LDL thì càng thấp càng tốt ha. Với những cái nếu như bệnh nhân vẫn dung nạp được và không có những cái tác dụng phụ gì thì chúng ta nên tiếp tục duy trì những cái điều kiện như vậy cho bệnh nhân nha. Và câu hỏi qua câu chúng ta qua câu hỏi tiếp theo của quý đồng nghiệp đó là thưa bác sĩ, thì việc giảm LDL cholesterol thì càng sớm thì có càng tốt hay không ạ? Thì trước đây nếu các anh chị nghe những bài báo cáo của các thầy cô á, thì người ta mọi người đều cho chúng ta thống nhất một quan điểm là chúng ta nên giảm LDL càng thấp càng tốt và càng sớm thì cũng càng tốt. Thì đây là một cái nghiên cứu của Mira và cộng sự vào năm 2015 á, người ta tiến hành trên những cái bệnh nhân mà có biến cố bệnh lý tim mạch. Thì những bệnh nhân này người ta chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên nhất là chúng ta giảm LC sớm đạt được mục tiêu trong vòng 4 tuần đầu. Và nhóm thứ hai là chúng ta sẽ đạt được trễ hơn, tức là có thể là sau 12 tới 24 tuần sau chúng ta mới đạt được mục tiêu LDL cho nhóm bệnh nhân này chúng ta. Thì kết quả sau này thì chúng ta đều đạt được hai nhóm như nhau. Tuy nhiên á, người ta thấy rằng cái nhóm mà chúng ta đạt được mục tiêu LDL sớm trong vòng khoảng 4 tới 8 tuần đầu tiên chúng ta điều trị á,
thì chúng ta sẽ làm giảm được cái nguy cơ và cái tử vong biến cố bệnh lý tim mạch cho bệnh nhân, tử vong nhân tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong và đột quỵ không tử vong á, nó giảm được tốt hơn so với lại cái nhóm mà chúng ta điều trị mà chúng ta đạt được LDC chậm hơn. Thì trong đó thì chúng ta thấy được rằng á, cái nguy cơ mà chúng ta có thể đạt được, giảm được cái nguy cơ tuyệt đối trong cái này á, là khoảng được 6%, tức là chúng ta tính ra NNT là chúng ta lấy 100 chia cho 6 là chúng ta cũng phải là đạt được khoảng là 10, 15, 16 á, tức là chúng ta điều trị khoảng mười mấy ca chúng ta có sớm đạt được sớm thì chúng ta có thể bảo vệ được một cái biến cố triple may cho bệnh nhân chúng ta. Vậy thì trả lời câu hỏi này thì cho các anh chị là chắc chắn khi chúng ta giảm được càng sớm thì càng tốt và càng thấp thì càng tốt khi mà chúng ta điều trị mục tiêu LDC cho bệnh nhân của chúng ta. Thì vừa rồi là những cái câu hỏi mà quý đồng nghiệp đã gửi về trước ở trong phần trước khi mà sóng trên chương trình. Thì trong chương trình trực tiếp nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục đang nhận được một số câu hỏi. Thì câu hỏi của quý đồng nghiệp đó là bệnh nhân có chỉ định điều trị statin nhưng chưa bắt đầu uống thuốc, thì tình trạng men gan đã cao gấp 2 đến 3 lần bình thường. Vậy thì có nên điều trị giảm men gan trước rồi mới dùng statin hay nên khởi trị bằng statin liều thấp trước ạ? Dạ, xin cảm ơn. Trả lời cho câu hỏi này của anh chị á, thì nếu như mà trường hợp mà bệnh nhân này chỉ tăng men gan ở dưới 3 lần giá trị bình thường á, thì câu trả lời là chúng ta sẽ tùy theo là cái chỉ định statin này có cấp thiết ngay lập tức hay không. Nếu như mà cấp thiết ngay lập tức, tức là những bệnh nhân này là đang bị nhồi máu cơ sau nhồi máu cơ tim hoặc là sau đột quỵ thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng statin, và chúng ta có thể sử dụng statin hoạt lực cao trên ca này, và chúng ta sẽ lặp lại kiểm tra lại men gan sau 1 tuần hoặc 2 tuần để chúng ta xem nó có tăng men gan lên nữa hay không. Còn nếu như trường hợp là ca này nó không phải là một cái chỉ định mà bắt buộc cấp thiết, tức là những bệnh nhân này chỉ là cái nhóm mà chúng ta điều trị dự phòng tiên phát thôi, tức là chưa có biến cố bệnh lý tim mạch sơ vữa, thì với men gan tăng cao gấp 2 đến 3 lần giá trị bình thường, tức vẫn còn dưới 3, thì chúng ta có thể khởi trị bằng một cái statin hoạt lực trung bình, và chúng ta sẽ đánh giá lại cái men gan sau 6 tuần hoặc là 2 tuần, tùy theo vào cái cảm nghĩ của chúng ta cái tăng men gan này do vấn đề gì. Nếu do thuốc thì chúng ta nghĩ là chúng ta cắt thuốc hết những cái thuốc khác thì có thể nó sẽ về bình thường. Còn nếu do những cái bệnh lý thì cái bệnh lý đó chúng ta có kiểm soát được chưa, nếu như chưa có thì chúng ta sẽ kiểm soát bệnh lý đó và đồng thời là sau 2 tuần chúng ta kiểm tra lại men gan. Còn nếu những bệnh đó chúng ta nghĩ chúng ta đã kiểm soát được hết rồi thì chúng ta có thể thử lại sau 6 tuần, và nếu như sau 6 tuần mà chúng ta khởi trị statin với hoạt lực trung bình đó, mà nó không tăng thêm men gan thì chúng ta có thể tiếp tục duy trì cái statin đó, hoặc là nếu như men gan trở về bình thường thì chúng ta xem cái chỉ định statin trên bệnh nhân tại thời điểm đó là chúng bệnh nhân nên sử dụng statin hoạt lực trung bình hoặc hoạt lực cao. Nếu hoạt lực cao thì chúng ta có thể tăng lên statin hoạt lực cao cho bệnh nhân luôn, và chúng ta sẽ lặp lại cái kiểm tra lại cái men gan sau 3 tháng để chúng ta xem có phải là tăng men gan do statin hay không. Cảm ơn các anh chị. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, đó là trong trường hợp phải phối hợp giữa venetoclax và statin thì chúng ta sẽ phối hợp như thế nào ạ? Trong trường hợp mà chúng ta cần phải phối hợp venlafaxine với statin thì bài trình bày trước của tiến sĩ Triết đã có trình bày cho các anh chị trong vấn đề về điều trị trích xuất máu cho bệnh nhân đái tháo đường á. Thì chúng ta cũng biết được rằng á, những cái bệnh nhân mà đái tháo đường nó có cái 5 đặc điểm cơ bản của rong rít máu mà như đã trình bày cho các anh chị, bao gồm có tăng trích máu, giảm HDLC, tăng LDL cholesterol, tăng cái ApoB và đặc biệt là tăng trích máu sau ăn. Vậy thì cái việc mà chúng ta thấy được rằng á, đối với lại cái bilan lipid máu đó là bilan lipid máu có tính sơ vữa, tức là có tăng LDLC, có giảm HDL và có tăng trích máu. Thì chúng ta trở lại hai cái công trình nghiên cứu ACCOR Lipid á, mà chúng ta có trong nghiên cứu ACCOR và nghiên cứu Field á, thì người ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà có rối loạn máu kiểu sơ vữa, tức là có giảm HDLC
và dưới 35 mg/dL cộng với lại có tăng cái triglyceride máu là trên 204 mg/dL, thì cái việc chúng ta add on thêm cái fenofibrate trên nền bệnh nhân đang sử dụng statin, nó có thể giúp cho bệnh nhân làm giảm được thêm cái biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa so với lại cái nhóm mà chúng ta không điều trị. Vậy thì chúng ta thấy đó những bệnh nhân mà chúng ta thấy là có những cái bilan lipid máu kiểu xơ vữa vậy mà đang điều trị statin mà chúng ta vẫn không đạt được cái mục tiêu của biến cố của cái mỡ máu hết, thì chúng ta có thể xem xét add on thêm cái fenofibrat. Và gần đây nhất là cái nghiên cứu của cái banmifibrat, tức năm 2022 vừa rồi thôi, nó có một cái nghiên cứu banmifibrat thì người ta sử dụng banmifibrat trên bệnh nhân đang sử dụng statin á, mà chưa đạt được nồng độ của HDL và cũng có HDL giảm và có tăng xếp máu, thì cái việc sử dụng thêm cái bemifibrat nó kết hợp với statin nó cũng làm giảm thêm được cái treponemay cho bệnh nhân chúng ta. Thì cái nghiên cứu đó mới vừa được công bố vào năm 2022 đây thôi và mới vừa được báo cáo trong cái hội nghị của ADA vừa rồi, thì các anh chị có thể tham khảo thêm cái nghiên cứu đó là trong cái nhóm fibrat để chúng ta sử dụng. Cảm ơn các anh chị. Xin cảm ơn bác sĩ Thuận. Thì chúng ta thấy thì cái trong những cái tình huống mà trong những cái chỉ định mà chúng ta có thể phối hợp giữa fenofibrate và statin như bác sĩ Thuận đã chia sẻ về những cái trường hợp mà chúng ta có thể phối hợp, thì rõ ràng cũng như trong các cái khuyến cáo chúng ta ghi nhận là khi mà chúng ta sử dụng phối hợp thì chúng ta nên theo dõi sát hơn những cái tác dụng phụ của bệnh nhân ha, như ở bài trình bày trước mà tiến sĩ Chiết cũng đã chia sẻ. Chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo ạ. Thì điều trị với statin thì có mục tiêu để ngưng thuốc hay không ạ, thưa bác sĩ? Điều trị với statin thì mình không có cái mục tiêu để ngưng thuốc statin, mà mình có cái mục tiêu là để xem là mình có đạt được mục tiêu hay chưa. Nếu như mình chưa đạt mục tiêu thì mình sẽ add on thêm cái nhóm thuốc để điều trị cho bệnh nhân. Bởi vì cho tới thời hiện điểm hiện tại á, tất cả các khuyến cáo điều trị của ESC và ESD thì người ta điều trị statin dựa trên cái nguy cơ của bệnh nhân. Tức là bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ nào thì chúng ta sẽ sử dụng statin hoặc lực cao hoặc lực trung bình để chúng ta đạt được cái mục tiêu như mong muốn đó cho bệnh nhân, chứ mình không có dựa trên cái đạt mục tiêu để mà chúng ta ngưng cái thuốc statin cho bệnh nhân của chúng ta, bởi vì chúng ta cần phải giảm được cái nguy cơ phòng ngừa biến cố bệnh lý tim mạch tiên phát và thứ phát cho nhóm bệnh nhân này của chúng ta. Thì rất cảm ơn quý đồng nghiệp đã gửi về cho chúng tôi rất là nhiều các câu hỏi. Thì kính thưa quý đồng nghiệp, thì hiện tại thì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều. Như mình còn một câu hỏi. Câu hỏi chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận về cho chương trình đó là ACTMI thì có cần chỉnh liệu ở bệnh nhân suy thận hay không ạ, thưa bác sĩ? Chúng ta để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cũng biết được rằng SCMI á, chúng ta có hai cái công trình nghiên cứu nổi bật của nó. Một là cái công trình nghiên cứu INVOWIC, một cái công trình nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu SAP. Tức là nghiên cứu SAP là việc mà chúng ta sử dụng simvastatin kết hợp với lại SCMI trên những bệnh nhân mà có suy thận để xem là cái việc mà chúng ta sử dụng cái này nó có làm giảm được LC nhiều hơn hay không và có giảm được biến cố bệnh lý tim mạch xơ vữa cho bệnh nhân hay không. Thì trong cái nghiên cứu này người ta sử dụng ngay cả những bệnh nhân có eGFR dưới 15 lít phút luôn, và cái liều thuốc của SCMI thì người ta không có chỉnh liều theo cái chức năng thận trong cái nghiên cứu này, vẫn là sử dụng 10 mg cái SCMI trên cái bệnh nhân này của điều trị. Vậy thì trả lời câu hỏi này cho các anh chị, nếu theo nghiên cứu thì chúng ta không cần phải điều chỉnh liều cái liều SCTMI, tuy nhiên chúng ta phải điều chỉnh liều cái statin cho bệnh nhân suy thận nha các anh chị nha. Vậy thì chúng ta phải coi bệnh nhân suy thận ở mức độ nào thì chúng ta cần phải điều chỉnh liều statin đối với là simvastatin và rosuvastatin. Dạ, cảm ơn chị. Thì cảm ơn quý đồng nghiệp rất là nhiều với một cái chủ đề rất là thú vị ngày hôm nay, với cái sự tương tác rất là nhiều của quý đồng nghiệp gửi về cho chương trình. Dạ, thì hiện tại thì chúng tôi cũng còn khá là nhiều câu hỏi đó. Tuy nhiên thì vì thời lượng phát sóng cũng có hạn, do đó thì ban tổ chức xin được tiếp tục gửi câu trả lời trong phần bình luận trên ứng dụng Docuti cho từng câu hỏi để quý đồng nghiệp tiện theo dõi. Và sau đây thì chúng tôi xin đến với phần tổng kết. Kính mời bác sĩ Nguyễn Thành Thuận ạ.
Thì chúng ta thấy được rằng cái việc mà điều trị tiểu đường để mà chúng ta kiểm soát đường huyết đã khó, kiểm soát huyết áp khó, nhưng mà mình thấy cái việc mà chúng ta đạt được cái mục tiêu LC theo như mong muốn chúng ta nó còn khó hơn nữa. Thì nếu như các anh chị nào làm nghiên cứu thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng cái tỷ lệ mà chúng ta đạt được cái mục tiêu LC mà như mong muốn chắc đạt được khoảng chừng 30 tới 35% là cái tỷ lệ chúng ta đạt được mục tiêu như mong muốn của chúng ta thôi. Vậy thì đối với bài giảng này chúng ta sẽ thấy được rằng á, những bệnh nhân đáy tháo đường nó sẽ có năm cái đặc điểm, đó là máu kinh điển cổ điển mà chúng ta thường hay có là tăng huyết máu, giảm HDLC, tăng trích máu nhỏ đậm đặc, tăng ApoB và tăng huyết máu sau ăn. Và đa phần những cái bệnh nhân đái tháo đường chúng ta là đa phần là những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao hoặc nguy cơ rất cao. Do đó những cái bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao hoặc là nguy cơ rất cao thì chúng ta cần phải đạt được mục tiêu LC dưới 70 mg đối với bệnh nhân có nguy cơ cao, hoặc là dưới 55 mg trên decilit đối với bệnh nhân có nguy cơ rất cao. Song song đó thì những cái chỉ số khác chúng ta cần phải đạt được như là NOH-DLC chúng ta cần phải giảm được là dưới